nhận định trận đấu giữa câu lạc bộ Ferenc Varos và Tottenham lúc 23 giờ 45 phút hôm nay mùng 3 tháng 10 nghiêng hẳn về phía đội khách, Spurs đang hướng đến việc giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở mọi đấu trường. Kể từ khi phải chịu hai thất bại liên tiếp tại Premier League trước Newcastle, United và Arsenal, Tottenham đã chơi bùng nổ và giành chiến thắng trong cả 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, ghi 11 bàn thắng và chỉ phải nhận 2 bàn thua. Đội bóng của Ang Postecoglou đã giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước đội bóng đến từ Azerbaijan là Karabakh trong trận mở màn Europa League tuần trước. Mặc dù phải chơi hơn 83 phút với 10 người và chỉ 3 ngày sau, họ đã hạ gục MU một cách ấn tượng với tỷ số tương tự. Brandon Johnson mở tỷ số ngay từ phút thứ 3 tại Old Trafford, trước khi Bruno Fernandes bên phía MU nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 42. Chơi hơn người, Spurs có thêm hai bàn trong hiệp 2 do công của Dejan Kulusevski và Dominic Solanke. Với 3 điểm có được trước MU, đội bóng thành London đã vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League, kém 3 điểm so với top 4. Spurs hiện là một trong những ứng viên cho chức vô địch Europa League mùa giải này. Họ sẽ có chuyến làm khách trên sân của Ferenc Varos ở lượt trận thứ hai. Nhận định Ferenc Varos với Tottenham nghiêng hẳn về phía đội khách, Spurs đang hướng đến việc giành chiến thắng thứ năm liên tiếp ở mọi đấu trường. Ferenc Varos chỉ giành được một chiến thắng trong 9 trận sân khách gần nhất tại Cup châu Âu, đó là chiến thắng 2-1 trước Marseille tại Champions League vào tháng 11 năm 2022. Tottenham có thể chưa từng đối đầu với Ferenc Varos trước đây nhưng Postecoglou đã đối đầu với đội bóng Hungary này hai lần trong sự nghiệp huấn luyện của mình, giúp câu lạc bộ cũ xe tích giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà và chiến thắng 3-2 trên sân khách tại vòng bảng Europa League 2021-2022. Kể từ khi giành chức vô địch giải vô địch quốc gia Hungary lần thứ 6 liên tiếp và là danh hiệu thứ 35 trong lịch sử vào mùa giải trước, với khoảng cách lên tới 16 điểm so với đối thủ gần nhất, Ferenc Varro đã thắng 10, hòa 2 và thua 2 trong số 14 trận đấu chính thức trên mọi đấu trường mùa giải năm nay. Ferenc Varos đã bỏ lỡ cơ hội tham dự Champions League vào đầu mùa giải này sau khi để thua chung cuộc 1-3 trước FC Midtjylland ở vòng loại thứ ba. Nhưng họ đã giành được suất tham dự Europa League nhờ chiến thắng 3-2 trong loạt sút luân lưu trước đội bóng Bosnia, FK Borac Banja Luka ở vòng play-off sau khi hòa 1-1 ở cả hai lượt trận. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hà Lan, Pascal Janssen, Ferenc Varos đã phải nhận thất bại 1-2 trên sân khách trước Anderlecht trong trận mở màn Europa League tuần trước với bàn thắng thứ 5 của Adama Chore trong mùa giải này cuối cùng chỉ là bàn thắng an ủi ở phút thứ 40. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã nhanh chóng vượt qua thất bại đó và duy trì khởi đầu hoàn hảo của mình tại giải đấu hàng đầu Hungary sau khi đánh bại Puskas Academia với tỷ số 3, không trong trận đấu đỉnh cao vào cuối tuần trước. Nhờ cú HAT trích tuyệt vời trong hiệp 2 của cầu thủ vào sân thay người Matthias Sandanha, Ferenc hiện đang chuẩn bị cho thử thách có thể coi là khó khăn nhất của họ ở vòng bảng của Europa League mùa giải này với Tottenham. Nhưng họ có thể yên tâm vì thực tế là họ chỉ thua một trong 10 trận sân nhà trước đó ở Cúp châu Âu trước các đội bóng Anh, thua 0-3 trước Leeds United vào năm 1969 tại Cúp châu Âu. Ferenc Varos không gặp những vấn đề về chấn thương họ dự kiến sẽ tung ra đội hình xuất phát mạnh nhất có thể, với một số thay đổi so với đội đã đánh bại Puskas Academia vào cuối tuần trước. Anderger Botka, Gabos Zalai và Christian Ramine đều có thể trở lại đội hình chính để cùng Ibrahim Sissé chơi ở hàng phòng ngự. Mặc dù Raul Gustavo cũng có thể giữ nguyên vị trí của mình nếu huấn luyện viên Janssen quyết định chọn sơ đồ năm hậu vệ, trong khi Philip Roman có thể thay thế Habib Maiga và đối tác Mohamed Abu Fani ở hàng tiền vệ trung tâm, Adama Chore có thể chuyển từ cánh phải sang cánh trái nếu Kadi được ra sân ngay từ đầu. Về phía Tottenham, Radu Dragusin bị treo giò sau khi bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Karabakh tuần trước, trong khi Richard Leeson và Winston Odobert đều phải ngồi ngoài vì chấn thương. Destiny Udoji đã phải rời sân vào giữa hiệp trong trận thắng trước MU gặp vấn đề ở đùi. Trong khi Son Heung-min hoàn toàn vắng mặt do chấn thương gân khoeo và cả hai cầu thủ này đều không chắc có thể ra sân trong trận đấu tại Hungary. Koste Koglu sẽ cân nhắc thực hiện một số thay đổi trong đội hình xuất phát của mình với Archie Gray và Ben Davies sẽ bắt đầu ở vị trí hậu vệ cánh. Trong khi Yves paper Pepe Mata SRR và Lucas Bergo sẽ nỗ lực để được ra sân ở hàng tiền vệ. Ferenc Varos có một kết quả rất tốt trước các đội bóng Anh trên sân nhà. Họ cũng đang đạt phong độ cao ở mùa giải năm nay, tuy nhiên có một khoảng cách lớn về trình độ giữa đội bóng này với đại diện của nước Anh. Spurs cũng đang có phong độ cao và có thể kỳ vọng đội bóng của nước Anh sẽ ra về với 3 điểm.